Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếngtrung.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn một tính năng khá hay của Google Dịch. Cái tính năng này rất phù hợp với các bạn mới học tiếng Trung. Vậy tính năng đó là gì? Thì các bạn sẽ làm theo mình nhé. Bước 1 thì các bạn vào Google và bạn chọn Google Dịch. Đây, tôi đang vào Google. Tôi sẽ vào lại google.com/google.com.vn. Các bạn ấn mục dịch. Đầu nguồn các bạn để tiếng Trung và cuối nguồn các bạn để tiếng Việt. Và sau đó chúng ta sẽ đi tìm một đoạn văn bản nào đó bằng chữ Hán để chúng ta tập thể hiện nó. Ví dụ bây giờ tôi sẽ kết nối một cái đoạn chữ Hán. Để kết nối đoạn chữ Hán này thì tôi phải bật QQ lên và chọn Chinese để tôi gõ. Vậy tôi đã có được một câu chữ Hán hoàn chỉnh. Vậy bây giờ tôi muốn hiểu, ví dụ như là các bạn chưa biết là cái câu chữ Hán này nó đọc lên như thế nào, phát âm ra làm sao và nghĩa như thế nào, thì tính năng Google Dịch rất hay. Bạn chỉ việc copy cái đoạn văn bản mà các bạn đang gặp khó khăn đó, chuyển vào Google Dịch, dán nó vào. Bước 1, chúng ta đã ra được một điều thú vị. Thứ nhất, đó là các bạn chú ý dưới góc bên tay trái màn hình, nó có phần phiên âm cho từng từ một theo cái câu mà tôi vừa gõ cái chữ trên kia. Thì rất đơn giản, các bạn dở quyển từ điển Hán Việt ra là các bạn đã có thể tra được từng từ rồi. Còn cái phần dịch của Google Dịch thì các bạn không nên tin tưởng lắm. Nếu các bạn để cho nó dịch từng từ một thì nó dịch khá là được. Nhưng mà khi nó vào kết cấu câu thì thường nó dịch sai bé. Nên chúng ta không thể trông chờ vào cả một đoạn văn hoặc cả một câu dài mà Google Dịch dịch cho chúng ta. Và chúng ta tận dụng cái tính năng là chúng ta sẽ copy một cái đoạn văn bản chữ Hán nào đó, hoặc là một từ chữ Hán nào đó chúng ta không biết phiên âm, vào cái mục ô bên tay trái này thì chúng ta sẽ có được phiên âm bên dưới cũng là bên tay trái, và sau đó chúng ta sẽ tra bằng từ điển Hán Việt bổ Trương Văn Dưới Lý và Lê Khắc Kiều Lục, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, giá khoảng 100.000. Các bạn có thể tìm thấy mẫu ở dưới quầy lễ tân của tiếngtrung.vn. Khi mà đây là một cái tính năng khá hay, tức là chúng ta có được phiên âm từ chữ Hán, từ cái đoạn chữ Hán mà chúng ta đang mò mẫm. Tiếp theo nó có một cái tính năng rất hay, là tính năng cái loa là nghe. Đó, các bạn, nó sẽ đọc lên cho các bạn nghe. Thì có một trường hợp, có số trường hợp là các bạn bảo là tôi đã pop và đã dán vào cái mục đầu nguồn là tiếng Trung rồi, thế nhưng mà ở dưới nó không hề có phiên âm cho tôi. Thì các bạn ấn vào cái chữ A, đọc ngữ âm và hai cái chấm trên đầu, thì y rằng ở dưới nó sẽ có cái đó cho các bạn. Thực ra cái tính năng này nó giúp khá nhiều người trong cái thời gian đầu để chúng ta tra từ. Như chúng tôi thì cũng là dân chuyên nghiệp rồi, nhưng có những từ chúng tôi cũng không biết, thì chúng tôi cũng cho nó vào cái mục cái ô này và chúng tôi tìm bên dưới để chúng tôi có được phiên âm. Và sau đó chúng tôi tra bằng từ điển Hán Việt rất là nhanh, nó không còn lâu và khổ sở như khi mà chúng ta cài như ngày xưa chúng ta phải tra theo bộ, theo nét thì rất là mất thời gian, rất là lâu. Đây chúng ta đã có những cái tính năng rất thú vị, tính năng rất mới. Ngoài cái công cụ này thì các bạn có thể sử dụng cái trang web ncngancau.com, thì nó cũng giúp cho chúng ta chuyển từ chữ Hán sang phiên âm được. Tức là chúng ta, nhưng mà trang ncngancau.com thì chúng ta giảm rất chậm và chỉ làm từng từ một thôi, như thế thì nó lâu hơn. Còn cái Google Dịch này, nếu các bạn khi có nhu cầu là muốn chuyển cả một đoạn chữ Hán sang phiên âm và yêu cầu nó đọc lên, thì đây là một trang rất thú vị và một cái tính năng rất thú vị của trang Google Dịch. Mà ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái phần dịch của nó, nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến từ thôi, chúng ta có thể đoán nội dung, chứ còn chúng ta không thể trông mong 100% vào ngữ pháp của Google Dịch, bởi vì ngữ pháp của bạn ấy thì rất tệ. Nhưng mà đây cũng, dù sao đây cũng là một cái công cụ rất là tốt cho các bạn là mới học tiếng Trung. Tiếngtrung.vn rất hy vọng là các bạn sẽ học tập thành công. Chúc các bạn thành công với môn tiếng Trung.